Tôi đã ghi đầy đủ thu chi bữa nay, mà hai coi lại giùm coi có sai sót gì không. Thầy làm thì tôi yên bụng rồi. Nay má tôi không có nhà, thầy cho chồng tôi nghỉ một bữa để anh được thảnh thơi được không? Chứ ngày nào cũng bắt ảnh học xếp hình với vẽ tranh như vậy, chắc là ảnh mệt lắm. Tùy mà hai thôi. Nếu như không phải dạy học á, thì tôi xin phép. Chào mợ hai. Anh, lại đây nói nghe nè. Tới giờ anh đi học rồi, có gì tới nói đi. Bữa nay em xin thầy cho anh nghỉ một bữa để vợ chồng mình đi chơi cho thư thả. Thiệt hả? Ừ. Nhưng mà có con Huệ thì anh mới đi, chứ bỏ nó nhằn mình tội nghiệp nó. Nó có nghĩ gì tới anh đâu, mà sao suốt ngày anh cứ Huệ 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 hoài vậy? Không, nó lo cho anh lắm. Nó thương anh hả? Thương còn nhiều hơn em nữa kìa. Em với má tối ngày cứ tiền tiền bỏ anh ở nhà. Còn nó hả? Nó lo cho anh lắm. Nó không bao giờ bỏ anh đi đâu hết trơn. Không lo tiền thì lấy gì nuôi anh? Hả? Em nói thiệt nha, em thấy dạo này anh lậm con Huệ lắm rồi đó. Mà em thương anh, em mới nói chuyện này cho anh biết. Chứ thiệt em cũng không muốn nói đâu đó. Chuyện gì nói đi. Cứ nửa nói nửa không khó chịu lắm. Ừ, vậy thì em nói thiệt chuyện này cho anh biết. Em thấy con Huệ á, nó lén lấy xăm nhung của anh. Em nghi là nó đem cho thằng Thành tẩm bổ đó. Xăm nhung? Tẩm bổ? Ủa, cho thằng Thành thì cũng có sao đâu. Nó cũng là bạn anh mà, nó cực khổ mà. Trời ơi, anh ơi là anh, bạn là bạn. Nhưng mà bây giờ dù sao con Huệ nó cũng là vợ của anh rồi. Nó lấy thuốc men cho thằng Thành tẩm bổ làm cái gì? Anh biết không? Thì tẩm bổ thằng Thành khỏe để nó chẻ củi, cắt cỏ, chăn trâu, xách nước tưới cây. Trời ơi, sao anh khờ quá vậy? Bây giờ anh nghĩ thử coi, từ lúc má không cho anh ngủ với nó để dưỡng cái thai, nó có đi kiếm anh không? Ừ? Anh qua phòng gõ cửa nó còn đuổi anh về nữa. Cho nên em nghi ngờ nó với thằng Thành lén lút sau lưng anh, nên nó mới lấy xăm nhung để tẩm bổ cho thằng Thành đó. Thôi em đừng nói xấu Huệ, anh không tin. Nè, em nói thiệt cho anh biết nha, em là vợ của anh, cho nên là em phải nói cho anh biết rõ ngọn ngành. Chưa chắc đứa con trong bụng của nó là của anh nữa đó. Anh nghĩ thử coi, vợ chồng mình ở với nhau mấy năm trời sao không có bầu, tự nhiên nó mới về cái là dính bầu liền. Trong khi trước đó nó với thằng Thành cứ kè kè bên nhau không à. Thì chơi chung nên phải đi chung. Anh cũng kè tụi nó vậy. Ui, em tức quá à. Là như thế nào? À, ông biết ông Hai Tình, ông bị bệnh nặng mà ông giấu không? Người ta đã giấu rồi, bếp xếp cái miệng mà chưa vậy? Bệnh gì? Tôi nghe em thầy Tư nói cũng là ăn uống thiếu thốn quá, rồi bữa bị quýnh đòn ổng bị lục phủ ngũ tạng bầm dập hết rồi. Bây giờ là phải kiếm củ sâm gì đó ăn vô để bồi dưỡng cơ thể cho nó hết cái máu độc, cái máu xấu ra thì ổng mới qua cơn, mang ra thì mới khỏi. Hai nghe tin gì chưa hai? Tin gì? Tía bị bệnh nặng lắm. Chưa, mà sao anh biết? Em nghe anh Bảy Lanh nói với anh Tấn là thầy Tư nói tía bị tra khảo với lại ăn uống thiếu thốn, cho nên là lục phủ ngũ tạng của tía bị bầm tím bầm xanh hết rồi hai. Trời, bây giờ phải làm sao? Thôi, đi ra ngoài đây nói chuyện. Đi. Thầy nói là tía cần xăm nhung đại bổ gì đó
thuốc thì mới từ từ hết bệnh được. Em thấy còn hai lu có hay là không để mình xin. Anh hai lương thì không sao hết, nhưng mà mợ hai kìa chắc không được đâu. Hay hai tí còn gấp vậy á, hay là em lén lấy nha. Xong rồi em nói anh hai lương sao? Tí dặn chị em mình á là sống trên đời là không được ăn cắp, nhưng mà bây giờ ngặt quá rồi. Thôi mình cứ làm đại đi em. Chứ giờ mình cũng không biết đâu mà mua, mà có mua thì dì em mình cũng đâu có tiền. Mà em lo xong giờ cơm mà chạng vạng rồi, giờ đó em đâu có ra ngoài được nữa. Hay vậy đi, khi nào em lấy xong á em đưa cho Thành, rồi em nhờ Thành đem về cho Tí vô. Dạ vậy ha hai ha. Thôi em đi vô coi tình hình sao em báo hai nha. Bây giờ chị đi kiếm Thành dặn, em phải hết sức cẩn thận nghe chưa. Dạ em biết rồi, không sao đâu hai. Cô đi đâu mà tôi chờ cô nãy giờ? Dạ em đi hái mớ rau thơm. Có chuyện gì không thầy? Trên Sài Gòn đánh dây thép về, báo là con Lu Mai bị bệnh. Trời, con bị bệnh? Nó có sao không thầy? Điện tính có mấy chữ vậy thôi. Tôi thì bận dạy học, lại còn lo sổ sách cho bà chủ. Tôi tính nhờ cô về trên đó phụ giúp vợ tôi một tay, chăm sóc cho Lu Mai. Nếu mà thầy cho em về thì em mang ơn thầy. Vậy á, sáng mai em về xe thơ thầy nhất luôn. Khỏi, tôi đã nhờ ông đốc học có chuyến xe về Sài Gòn trong chiều tối nay cho cô đi chung luôn. Chứ thật sự là tôi lo lắng cho con nhỏ quá, đến nỗi bất an không làm được cái gì hết. Dạ, để em vô lấy mấy bộ đồ. Trời nó khổ gì đâu. Không làm theo ý chủ thì chủ chửi chủ đánh, mà làm theo lời chủ sao thấy thất đức quá, không giống con người, ác thiệt luôn. Bác Hai ơi, Huệ ơi, bác Hai hiểu cho con, hoàn cảnh này con không biết phải làm sao nữa. Con ở đợi hãy nghe lời chủ thôi. Anh Thanh. Huệ, xong đâu? Xong đây nè, anh đem qua cho Tí liền giùm em nha. Với lại sẵn tiện tôi coi bình tình của bác Hai làm sao, rồi báo lại cho Huệ đi. Cảm ơn anh. Sao mà như vậy? Ủa, mợ ngoại tình bị bắt tại trận, còn chối nữa không? Dạ không phải đâu mợ ơi, mợ hiểu lầm rồi, tụi tôi không có gì hết mợ. Ngoại tình với người hầu, còn lấy của chồng cho trai, còn chối nữa hả? Chối hai người này ra cho tôi. Tụi tôi không có ngoại tình mợ ơi. Mợ, ngoại tình mà còn chối hả? Ngoại mợ ơi, chối mợ ơi, chối mợ, 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 chối hai đứa lại. Kêu thằng chồng ngu si khờ khạo của tao ra đây chứng kiến. Ôi, giỏi quá nè. Mới tập ăn mặn 3 muỗng luôn đó. Ủa, ngoan chứ. Con cái cân của má để má lau miệng cho con nha. Bà,
Thưa cô chủ, con mới về. Ủa, cô về đây chi vậy? Còn chồng tôi đâu? Dạ, thầy Phan nói là em bé bệnh, cho nên là cần tôi về để phụ cô. Thầy không có về. Ăn nói cái gì mà bậy bạ vậy? Nhỏ mạnh cùi cùi bệnh hoạn gì? Coi chừng người ta kiếm chuyện để về đây đó má. Để tôi nói cho cô biết, con Mai bây giờ nó quen hơi với tôi rồi, nó không có cho ai ẩm đâu. Cô về dưới lo cơm nước hầu hạ chồng tôi đi. Ờ, dạ. À, khoan đã. Chị Thình có xin má về quê vài ngày để dỗ chồng. À, để cho con Lan nó ở đây đi, phụ cơm nước giặt giũ. Chừng nào chị Thình lên á rồi lúc đó cô hãy đi. Dạ. Má tính vậy cũng được. Dạ. Má tính vậy cũng được. Cô coi xuống bếp phụ với chị Thình làm món ăn đi, tôi đói rồi đó. Dạ. Má. Ừ? Sẵn con Lan nó về, kêu nó giữ con bé Mai, để con đi nhà thương kiếm bác sĩ mổ nha má. Bác sĩ nói mổ quá thì mổ, nhưng mà có chắc ăn là 100% là con sẽ sanh đẻ hay không? Rủi có bề gì, má làm sao sống nổi con? Má trù ẻo không à. Người ta nói nếu mà con mổ ổn là con sẽ làm vợ được bình thường, chỉ là không chắc chắn là có thể sanh con được thôi. Má, chỉ cần má kêu con Lan giữ con bé Mai cho con tự đi được. Con khờ quá à. Con có muốn đi mổ á thì đợi sau khi con Lan nó đi thì con hãy mổ, để cho con Lan nó không có biết. Sau khi mổ xong rồi mai mốt con xuống á, con gần Lưu Phan tạo bất ngờ thì nó mới vui được, hiểu chưa? Dạ. Nè con, uống miếng nước lệ đi cho tan máu bầm. Trời ơi, sao thấy tụi nó đánh bay á mà xáo xót cả ruột gan vậy đó. Thì sao? Con không có làm gì bậy bạ hết chị ơi. Tôi còn bị hoàng sao rồi. Chị với dì Sáu là tin tụi em, nhưng mà bây giờ chị với Sáu không đâu làm được gì đâu. Thôi bây giờ hai đứa ráng ăn miếng cháo vô, để hồi lát nữa người ta dậy người ta bỏ đói cho bay nữa vợ. Ăn miếng cháo đi con. Rồi. Cậu hai, cậu bị sao vậy? Cho hai tụi nó ăn tiếp đi, để tụi nó chết á. Cậu hai, tôi thề với cậu, tôi không có làm cái gì hết. Anh ơi, em không có làm gì có lỗi với anh hết. Vợ tao nói tụi bay qua mặt tao, còn bắt quả tang tại trận, cho nên bây giờ tao không biết đứa bé trong bụng là của tao hay là của thằng Thành. Trời đất ơi, ăn nói gì mà ác nghiệt vậy. Nếu mà thật sự có tội đi chăng nữa thì Huệ cũng chỉ bị cái tội là ăn cắp cái túi xong thôi, chứ làm gì có cái chuyện mà đứa con trong bụng không phải là con của cậu hai được. Ác miệng quá à. Huệ, tự nhiên ăn cắp củ xăm chi vậy? Em xin thì anh đưa bao nhiêu cũng được mà, tự nhiên giờ em làm vậy làm chi? Anh khó xử quá vậy nè. Em xin lỗi anh.
Em nghe té em bệnh nặng, cho nên là gấp quá không có kịp suy nghĩ. Với lại mà hai ở nhà, em biết có sinh cũng không được, em mới làm liều rồi nói anh sao. Thật sự em không làm gì có lỗi với anh hết. Đứa con trong bụng này thật sự là của anh. Cậu Hai, tôi xin cậu tin Hoài, tin tôi. Tôi không có làm gì sai hết cậu Hai ơi. Tao không biết đâu, vợ tao bắt gặp cho nên tháng này đánh giày thép cho má tao hay rồi. Má tao về đây xử hai tụi bay á. Tao cũng một mình cũng không có được nữa. Chết rồi, bà chủ biết là lớn chuyện đó. Ai in như con gái vậy hả? Bác Hai ơi, có chuyện gì vậy con? Chết rồi. Ai chết? Dạ, lần này là lớn chuyện rồi. Con Huệ với lại thằng Thành. Cái gì? Con Huệ với thằng Thành chết hả? Vậy vậy, không phải. Ủa? Ủa? Sao? Sao ai đồn là bác bệnh nặng lắm, hấp hối sắp chết rồi? Cái gì? Ai mà đồn ác nhân thất đức vậy? Tao còn khỏe cùi cùi gì mà hấp hối là sao? Dạ, thì ai? Mấy bữa trước á, là bác có đau bụng râm râm, rồi bác tới thầy Tư cho mấy viên thuốc tể uống nay đỡ rồi. Đó, bác còn chuẩn bị đi ra ruộng nè. Vậy á, ai đồn á nói là bác hấp hối sắp chết rồi, là phải có xăm nhung ngậm á thì bác mới khỏe được. Làm con Huệ á nó ăn cắp xăm của cậu Hai, xong rồi bị mợ Hai phát hiện. Bây giờ á là hai đứa nó đang bị trói trong chuồng trâu á. Chết rồi. Để bác qua bên đó mới được. Bác không được. Tao khỏe cùi cùi vậy mà nó hấp hối là sao? Bây giờ á, mợ Hai đang đánh dây thép á, chờ bà về. Hai đứa đó đang bị bỏ ăn bỏ uống luôn á bác. Vậy để bắt qua nói chuyện với mợ Hai. Không được, chuyện này á mợ dặn là không ai được biết hết trơn á. Dì Sáu dặn con á là lén qua đây cho bác hay. Bây giờ mình phải chờ bà về, thì mai ra bà còn biết phải trái mà phân xử. Trời ơi, nước này rồi mà mày biểu tôi đợi đợi là sao hả gái? Chứ bây giờ bác qua bển mà gặp mợ Hai cũng như không à. Hồi nào giờ mợ Hai đang tính đường á là triệt con Huệ, bây giờ bác mà qua bển là còn lớn chuyện thêm nữa đó. Không chừng là con Huệ còn bị đánh nhiều hơn nữa. Bây giờ bác đợi đi, chừng nào bà về thì con qua cho bác hay. Chứ bây giờ bác qua bển cũng không được gì đâu. Thôi giờ con đi về, để hôm thôi mợ biết mợ quánh con nát hay luôn á. Con về bác. Trời ơi, sao không lúc nào tí con tôi được yên ổn hết vậy nè. Đánh con Huệ tới khi nào nó thừa nhận cái thai đó là của thằng Thành. Đánh thằng Thành tới khi nào nó chịu nhận nó có tơ tình với con Huệ cho tao. Dạ mợ. Mợ ơi, con Huệ nó đang có thai. Đánh như vậy á, nó hư thai á, là mình mang tội đó mà. Nó là con của cậu. Ai nói nó là con của cậu? Nó là con của thằng Thành. Cái bầu lan chạ đó hư thì càng tốt thôi. Con Huệ mà hư thai, mợ sẽ thưởng lớn cho hai đứa. Sao? Tụi bay đồng lõa với nó hay sao mà không dám làm? Có tin là tao mét bà xử luôn tụi bay không? Lôi hai đứa nó ra đây quỳ cho tao. Nhanh. Dạ. Quan chỗ nào? Mày đánh, mày đánh tới khi nào chịu nhận tội thì thôi. Còn con Huệ, thứ đàn bà lăng loàn chắc nết, muốn chồng tao nữa tu hú hả? Em xin mợ, em lại mợ, em không có làm những cái chuyện xấu hổ tày trời vậy đâu. Mợ làm ơn tha cho anh Thành đi. Đứa con trong bụng đây thằng sau là của cậu Hai mà. Tấn, mày đánh tới khi nào nó chịu nhận đứa con trong bụng là của thằng Thành thì thôi. Tụi bay còn đứng đó làm gì? Đánh mau lên!
nữa. Đến nước này rồi mà anh còn binh vực cho tụi lăn lầu này sao? Anh không có binh, nhưng mà chờ má về, em sai đánh về tụi nó chết sao? Anh sợ tụi nó chết hay là anh mê con Huệ quá? Anh muốn má về sợ. Má ơi, ngưng lại, ngưng lại. Em đừng có lộng quỳ quá, để cho má xử. Đồ độc ác, đừng có đánh nữa, đồ độc ác. Anh chửi tôi trước mặt của nó hả? Ừ, đồ độc ác, không có được đánh nữa. Tụi bay tên xuống với tao rồi, đánh nó, nhanh lên. Má, má mới về. Má vô nghỉ ngơi nha má. Má mà có cánh là bay thẳng về đây. Ngồi xe mà lòng như lửa đốt. Không ngờ chuyện động trời xảy ra ở nhà mình. Con nói với má rồi mà má không chịu tin con. Để má xử. Oan cho con quá bà ơi. Bà ơi, con mang ơn ông bà. Con mang ơn cậu hai suốt đời suốt kiếp. Con không dám làm gì có lỗi với ông bà và cậu hai đâu. Đất quả tan rành rành. Có Bảy Lanh và thằng Tấn chứng kiến. Chồng tao cũng thấy mà còn chối nữa hả? Má, má đừng có thấy tụi nó khóc lóc rồi siêu lòng. Để chồng con phải nuôi con cho thằng khác. Chuyện tài đình như vậy làm sao mà bỏ qua được? Đánh nó cho tao. Đánh nó khi nào mà nhận tội thì thôi. Đánh. Đánh. Quê ơi. Anh, trời lạnh lắm, cho em đắp mền chung với nha. Em đắp mền khác đi. Ủa, gì kỳ vậy? Vợ chồng thì phải đắp chung cái mền chứ. Tự nhiên kêu em đắp mền khác là sao? Không, anh sợ. Ủa mắc gì sợ? Thấy thằng Thành với con Huệ bị đánh, anh sợ lắm. Tụi nó bị đánh cũng đáng thôi. Tụi nó dám gạt anh, qua mặt anh, còn bắt anh phải nuôi con giùm tụi nó nữa. Bị đánh như vậy thì có gì đâu mà sai mà anh sợ. Anh thấy em ác, má cũng ác. Đánh người ta chảy máu, rồi còn bỏ đói, còn bơi nắng. Anh không cần con Huệ làm vợ, anh cũng không cần em bé luôn. Miễn là đừng có đánh người ta như vậy. Anh trốn ở trong đây nè, để khỏi thấy gì hết á. Quá nhiều chuyện xảy ra luôn á. Bây giờ em mệt lắm, em chỉ muốn ngủ thôi.
con tin tôi nha con. Không phải tin em nghe. Tao tin tụi bay. Hay là không tin thì không có nhầm nhò gì hết. Tại tao thấy tụi bay bị đánh, bị chói, bị phơi nắng phơi sương, bị bỏ đói vậy. Sợ tụi bay chết cho nên tao mới cởi chói cho tụi bay thôi. Cậu hai cởi trói cho tôi như vậy. Bảo mà biết bà đánh tụi tôi chết đó cậu hai. Anh đừng có cởi trói cho em. Lỡ có chuyện gì anh đừng giờ lấy đó. Bay đi trốn đi. Thà tụi bay đi trốn mà tao còn biết là tụi bay còn sống, còn có ngày gặp lại. Chứ tụi bay mà chết tao buồn lắm. Tao không muốn tụi bay chết đâu. Tụi bay đi lẹ đi. Mình đi đâu bây giờ hả con? Mày lấy này nè, lận lưng làm vốn. Nhớ là phải đưa quệ đi thật xa. Chứ tụi bay mà ở đây bị đòn, tao đau. Tao sợ lắm. Em không đi đâu hết. Em phải ở lại đây để sinh con. Đứa bé trong bụng là con của anh mà. Nhưng mà em không đi thì em sẽ chết. Mà chết rồi thì làm sao sinh được em bé. Em bé là con anh. Anh nuôi cũng được mà. Nhà anh không cần em bé nữa. Anh chỉ muốn hai người đi thật xa để ông bị đánh trước mặt anh thôi. Em không đi đâu. Em phải sanh con ra. Em mà đi thì chẳng khác nào những lời du quan giáo hoàng của họ là đúng hả? Người đời sẽ nói em lăng loại, trách nết, sẽ quyền rủa tía má em cả đời. Phần là vợ, dù là bé, là thừa, em cũng sẽ không đi theo người khác đâu. Mà Huệ nói đúng đó con. Nếu như bây giờ mà Huệ bỏ đi với tôi, người ta sẽ nghĩ tôi và Huệ đã làm chuyện sai trái. Người ta sẽ không tin đứa con trong bụng Huệ là con của cậu. Nhưng con Huệ sẽ bị đánh chết. Thà chết để giữ thanh danh. Cảm ơn cậu. Bây giờ cậu là chồng của Huệ, cậu là cha của đứa bé, cậu phải biết bảo vệ con và vợ của mình chứ. Tôi phải sống để đi tìm bà má ruột của mình. Nếu tôi biết vì sao họ bỏ rơi tôi hứa nếu như sau này tôi còn sống, nhất quyết tôi sẽ trở về đây tạ ơn cố tử của cậu.
mày đi liền đi. Vàng này tao cho mày luôn, không cần trả đâu. Không, 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 cô Hai, tôi không lấy được đâu. Nếu như bà biết mất số vàng này, bà sẽ nghĩ là Huệ hoặc là gia đình trong nhà lấy, bà sẽ đánh họ chết đó cậu. Mày đừng có lo, vàng này là của tao, má tao không có biết. Thôi ba tao còn sống á, để lại cho tao. Mẹ tao giấu má tao để dành phòng thân. Tao giấu kỹ lắm, má tao không có biết. Giờ tao cho mày, tao cũng không muốn nói cho má tao biết luôn. Mày giữ đi. Tôi mang ở cậu suốt đời. Cô nhân của tôi một lại nghe cậu Hai. Cậu tôi đi, tôi mang bánh đi cho mẹ ăn đỡ đói á. Cậu tôi đi. Vô phòng ngủ em, để bà chủ với bà Hai phát hiện á. Anh coi em ăn xong anh mới vô. Đi. Cái gì vậy? Trời sáng rồi. Cái gì? Vô coi tụi nó còn sống không? Trời, làm như tụi nó dễ chết lắm vậy. Có trốn không? Đi lẹ lên. Đi. Đi. Thắng. Cái gì? Thắng đâu rồi? Chết thằng Thắng đâu rồi? Thằng Thắng đâu? Quậy. Quậy. Tỉnh đi quậy. Thằng Thắng đâu? Tôi biết đâu. Có ai vô đây không? Hả? Tôi mê man tới bây giờ đâu biết có ai vô hay không đâu. Trời ơi, chết tôi rồi. Làm sao bây giờ? Chân nó bị đau, chắc không chạy được xa đâu. Tôi trong nhà thủ đi tìm đi. Thôi mình báo bà chủ ra. Trốn đâu đó, kiếm bằng được nó về đây cho tôi. Dạ. Một đứa đi thôi, nó dạ. Có trốn đằng trời cũng không thoát được đâu. Dạ. Giờ xử tội con này trước. Má,
Má tính làm sao thì làm đi. Nó dám làm chuyện tày trời như vậy, chụp cái thai của nó đi má. Bà chủ, thật sự cái thai này là của cậu hai, con xin thề với bà. Câm hồn, nói mà không biết nhục. Tao với chồng tao ở với nhau mấy năm trời không có con, còn mày mới vừa về thì cái bụng thè lè như vậy, định qua mặt tao hả? Dạ, dạ, dạ thưa bà chủ, chuyện này oan khuất cho tía con tôi quá. Tôi đã có bệnh mà ai dựng chuyện nói tôi bệnh, để con Huệ lấy sâm của cậu hai đưa cho thằng Thành để mợ hai bắt quả tang. Con dâu tôi nó bắt quả tang nó đang tơ tình với thằng Thành, chứ liên quan gì tới chuyện ông bệnh đau hay là chết hay sống. Chuyện ăn cắp sâm nhung là sao hả Thúy? Dạ thưa bà, tại vì con nghe họ nói là tía con bị bệnh nặng, cho nên là con mới lấy sâm nhung nhờ anh Thành đưa cho tía của con. Vậy là vụ ăn cắp sâm nhung là có thiệt? Họ nói là họ nào? Dạ, nó ăn cắp sâm nhung cho trai đó má. Dạ không có đâu mà ai, em nhờ anh Thành đưa cho tía em mà. Bị bắt quả tang tay cầm sâm lúc đang tơ tình mà còn chối nữa hả? Tao là tao chỉ định mét má chuyện mày tơ tình để cho mày nhẹ đòn. Cái này là do tía con mày tự khai ra đó nghe. Cái gì mà tùm lum chuyện hết trơn vậy nè? Cái gì mà tơ tình rồi ăn cắp? Là sao? Tôi đi có mấy ngày à mà nhà này vô ổ gà vậy? Nó ăn cắp sâm nhung rồi còn tơ tình với trai bị bắt quả tang đó má. Bà chủ ơi, oan cho con quá. Con nghe anh Tấm nói là tía của con bị bệnh nặng, cho nên là con mới lấy sâm nhung, chứ con không có tơ tình gì hết. Dạ thưa bà chủ, tôi khỏe cùi cùi vậy á, chứ có bệnh hoạn gì đâu. Tấn, sao mày đồn tao bệnh sắp chết, cần sâm nhung, mày đồn ác vậy Tấn? Mày đồn phải không Tấn? Dạ. Ấp uống cái gì? Có sao thì nói vậy đi, mắc gì mày sợ? Dạ, con với anh Bảy Lanh. Thôi được rồi, vậy là chuyện này có khuất tất gì đây? Ai thì đứng yên ở đó, tôi kêu vô phòng hỏi từng người một. Con đi theo má để điều tra. Không cần, con ở ngoài đây, khi nào má kêu thì vô. Chuyện này liên quan đến đứa cháu nói giỏi của nhà này, má phải làm cho ra lẽ. Ai mà trả lời không đúng sự thật, tôi trừng trị không nương tay. Tất. Dạ. Đi theo tao. Nè, cậu gì ơi, sao nằm ở đây? Trời lạnh lắm, dậy đi. Ôi trời ơi, cái gì mà mặt mày tím xanh tím đỏ như vậy, tay chân làn dọc là ngang dưới vậy hả? Con gào. Cậu ơi, cậu ơi, cậu. Má ơi, con lại má, con xin má tha thứ cho con. Cũng tại vì con thương chồng con, cho nên con mới ghen, cho nên con mới lập kế chia rẽ chồng con với con Huệ đó má. Cái kế cô lập ra không phải là cố tình chia rẽ con trai tôi với con Huệ, mà là cố ý muốn giết hại cháu đích tôn của tôi. Dạ, con không có ý đó. Con xin thề, con xin thề là con chỉ muốn giữ chồng con, chứ con không phải làm như vậy đâu má. Tôi đi guốc trong bụng cô từ lâu rồi, chẳng qua là tôi không nói ra thôi. Ai dè cô gan đến như vậy, cô manh nha từ lâu rồi. Má, má ơi, con về đây làm dâu của má cũng mấy năm trời rồi, chuyện vui buồn gì má con mình cũng có nhau. Con xin má thương con, bỏ qua cho con một lần nha má. Tôi thương cô chứ sao không thương. Những gì cô đang chịu đựng tôi đã trải qua hết rồi mà. Tôi còn cay đắng hơn cô là tôi không có ai để khóc than, để an ủi. Má, nếu như vậy thì má thông cảm cho con, tha lỗi cho con lần này nha má. Con xin hứa với má. Đừng có hứa gì hết. Bụng dạ đàn bà ghen tuông ấm ức, có hứa cũng không giữ lời đâu. Từ nay tôi sẽ canh chừng cô để bảo vệ cháu đích tôn của tôi. Còn chuyện cô đã làm á, tự mày biết lỗi ăn năn sám hối đi. Cũng may cháu đích tôn tôi nó không xảy ra chuyện gì. Nó mà xảy ra chuyện gì tôi không để yên cho cô đâu. Dạ, con đòi ơn má. Sở dĩ tôi bỏ qua cho cô lần này là tôi muốn gia đình này yên ổn để đón cháu nội tôi chào đời. Nhưng nhớ,
tôi sẽ để ý mọi chuyện cô làm, coi cô có thiệt tâm hối lỗi như lời cô nói hay không. Dạ, con xin hứa là từ nay con sẽ không làm gì cho má buồn, không làm gì cho má trách con nữa. Con xin hứa. Tôi không ngờ anh lập mưu kêu tôi đi Sài Gòn để ở nhà hãm hại em tôi. Cô nói gì tôi không hiểu. Ai lập mưu kế? Ai hãm hại em cô hả? Không có tôi, em tôi nó đã nhờ Thành đem củ xăm qua cho tía tôi. Đó là cớ để cho anh và nhà bên này vu oan cho em tôi tư tình. Cô và em của cô cùng yêu thằng Thành, cô tưởng tôi không biết hay sao? Trong nhật ký của cô luôn nhắc đến thằng Tê. Thì ra Tê chính là thằng Thành. Cô có biết vì sao cô và em của cô phải đi làm bé và đẻ mướn hay không? Vì nghèo và dốt, đó là nguyên nhân mà chị em cô phải chịu cuộc sống hèn hạ đó. Mấy người ác lắm. Tôi đã làm gì sai mà mấy người lại đối xử với tôi như vậy hả? Tại sao anh lại kêu tôi đi vào buổi chiều hôm đó để cho em tôi bị hành hạ như vậy? Em cô làm gì để bị như vậy thì tôi không hề biết. Còn cái chuyện tôi kêu cô đi là chính vì tôi thấy cô than cô nhớ con, cho nên á tôi mới bày ra chuyện đó. Nếu như mà tôi không nói nó bệnh á thì làm sao cô dám gì đó một mình mà không có lý do? Mấy người thật là ác mà. Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cô, đừng chọc tôi nổi giận. Sợ gì tôi biết chuyện hôm đó ông Đốc không có chuyến xe đi Sài Gòn, cho nên á tôi mới nhờ cho cô đi theo. Tôi tưởng cô được thăm con á thì cô phải cảm ơn tôi, đâu có ngờ cô lại quay sang mắng tôi như vậy. Tại sao em tôi lại bị hành hạ khổ sở như vậy chứ? Phải chứ hôm đó tôi đừng có đi Sài Gòn. Tôi mà biết trước chuyện cô không mặn mà gặp con thì tôi đã không mất công như vậy đâu. Tôi rất muốn gặp con. Có người mẹ nào mà không thương nhớ con của mình hả? Nhưng mà các người đã lợi dụng con để hành hạ mẹ của nó. Thật là ác mà. Tụi bay không cần phải tìm kiếm thằng Thành về làm gì. Nó trốn đi như vậy, biết đâu sẽ là điềm may của cậu hai. Nó không là kỳ đà cản mũi của cậu nữa. Dạ. Dạ. Con sao rồi? Có đỡ không? Dạ. Nằm xuống. Nằm xuống trả lời cũng được. Dạ. Cái bụng con bớt đau chưa? Nếu không bớt á thì mời thầy tới khám lại, đặng có gì mình đổi thuốc liền. Dạ, con thấy bớt chằn với bụng rồi mà. Ừ, vậy thì tốt rồi. Còn cái chỗ bầm á, chỗ trầy thì từ từ lành cũng được. Lo là lo cái thai trong bụng, không biết ảnh hưởng gì hay không. Huệ, tới giờ uống thuốc rồi nè, dậy uống thuốc. Phải kêu bằng mợ Huệ, chứ gì mà kêu trống không vậy? Dạ ạ. Con với chị gái quen kêu nhau như vậy hả ba? Trước khác, giờ khác. Sau này á, con sanh con trai lại càng khác nhiều nữa. Sanh con trai là khác thì sao má? Má cho lập hôn thú bậc gì với con Huệ, đặng làm khai sanh cho cháu đứa tôm của má nữa chứ. Nhì là hai, thì con biết rồi.
thầy Phan dạy con rồi. Nhưng mà hung thú bậc nhì là để làm chi má? Giờ chánh là hung thú bậc nhất, giờ thứ là hung thú bậc nhì. Có lập hôn thơ hung thú thì mới danh chánh ngôn thuận đứng ra làm khai sanh cho cháu đế tôn của má. Nghĩa má? Ừ. Nghĩa là Huệ là vợ nhì, Thúy là vợ nhất. Ý thì lát nữa con phải về con khoe với Thúy. Chút nữa xong con lấy bộ đồ thay nghe. Đừng buồn nữa em, anh có quà tặng cho em nè. Tâm trạng em như vậy mà còn quà khác gì nữa chứ. Thôi, anh nghĩ món quà này em sẽ thích. Mở ra đi. Nè, mở ra xem đi. Mở đi. Em thấy sao? Đẹp quá. Thật sự thì anh thấy em ở nhà quá cô đơn, với lại không ai đủ trình độ để bầu bạn, trò chuyện cùng em. Anh nghĩ chiếc radio này sẽ làm bạn với em. Cảm ơn anh. Em đang buồn như vậy mà được anh tặng món quà này, giống như là cho em thêm một người bạn vậy đó. Anh nghĩ nó còn hơn một người bạn nữa đó. Bởi vì nó sẽ thường xuyên ở bên cạnh của em. Còn bạn thì có khi phải đi xa nữa mà, đúng không? Em sẽ xem nó như là một người tri kỷ. Và sẽ luôn giữ nó bên cạnh mình. À, hôm nay mọi người đối xử với em ra sao? Bề ngoài thì họ tỏ ra rất là bình thường. Nhưng mà ai biết được bên trong họ nghĩ gì đâu chứ. Má chồng em sau khi nghe chuyện cũng tỏ ra rất là thông cảm cho em, và nói là sẽ bỏ qua chuyện cũ. Còn căn dặn gia đình là không được đàm tiếu rồi đồn thổi chuyện này ra bên ngoài. Chồng em thì cũng sợ em, cho nên là không dám làm trái ý của em. Con Huệ cũng vậy. Nhưng mà có chuyện này. Sao? Có chuyện gì vậy? Má chồng em nói nếu như mà con Huệ đẻ ra được con trai thì sẽ lập hôn thú bậc nhì cho nó, rồi cho nó đứng trên khai sanh lấy họ của chồng em cho thằng nhỏ nữa. Đó, em thấy chưa? Anh nói với em bao nhiêu lần rồi mà em không chịu tin anh. Họ có bao giờ nghĩ gì tới em đâu. Nếu như họ đẻ cho con Huệ lập hung thú bậc nhì thì nó sẽ được chia gia tài bằng với em luôn đó. Tới mức như vậy sao anh? Nhưng mà má chồng em có nói là không cho nó ăn tài sản mà. Trời ơi Thúy ơi, tới giờ phút này mà em còn tin hay sao? Em thấy không, họ chỉ nghĩ tới con trai của họ, tới cháu nội của họ thôi, chứ họ có nghĩ gì tới em đâu mà em tin. Nếu như mà thật sự như vậy thì phải làm sao đây hả anh? Anh đã hứa giúp em thì anh sẽ giúp tới cùng. Em chờ anh.
Trời đất, ở đâu mà anh có cái radio vừa đẹp mà vừa hát lớn quá vậy? Sao anh có vậy? Em thích nó không? Ừ, em thích lắm. Nhưng mà chắc là mất tiền lắm đúng không? Nếu mà em thích đó thì... Cái radio này là của em, tại sao lại đem qua đây? Em nghe ba cái tiếng gì đâu không mà anh đâu có nghe được. Giờ đang nghe giọng cổ, Huệ cũng thích nghe giọng cổ cho nên anh mới mang qua đây nghe chung với Huệ. Em nghe tiếng Pháp, nhưng mà lâu lâu em cũng có nghe tiếng Việt. Tại sao anh không nghe chung với em? Anh chỉ thích nghe giọng cổ cải lương thôi, không có thích nghe nhạc Tây của em, buồn ngủ lắm. Từ nay về sau không được đụng vô đồ đạc của tôi nữa đó. Dạ, em xin lỗi mợ, em không biết cái này là của mợ. Định đổ thừa cho chồng tôi đem qua đây đúng không? Tôi nói cho cô biết, trong cái nhà này không có cái gì là của cô hết á. Cái gì mà la om sòm vậy? Chuyện gì cũng la làng hết à, không sợ người ta cười cho thúi đầu ha? Cái radio này là của con, mà con Huệ nó dám lấy đó má. Là con lấy đem qua cho Huệ nghe, chứ Huệ không có lấy. Ai lấy thì cũng là của em. Cái radio đó nhiêu tiền? Mai má đưa tiền đi mua cho con Huệ một cái y vậy, bự hơn cũng được. Má, con nhỏ nó mới bị động thai, thầy Tư kêu nó nằm dưỡng thai nên nó buồn lắm. Mà mẹ buồn thì đẻ con ra nó khóc hoài. Lương nè. Dạ. Mai con đi mua liền về cho nó với lại cháu nội má nghe để thông minh nha không? Dạ. Vậy thì ngày mai vợ Nhất sẽ dẫn con đi mua radio cho vợ Nhi. Nghe để thông minh nha không? Dạ. Vậy thì ngày mai vợ Nhất sẽ dẫn con đi mua radio cho vợ Nhi. Chịu hết nổi cái nhà này. Con nói cái gì á? Dạ, con mời má dùng trà. Để đó cho má đi. Má đang coi lại sổ sách, coi bộ con thu tiền cũng khéo ghê ha. Không ai thiếu đồng nào hết trơn á. Chứ má mà đi thu á, họ cứ xin cho gói đầu, làm má ghi tới ghi lui, không biết đâu mà lần. Dạ, con cũng nhờ qua danh của má. Con nói con là con dâu, đi thu tiền cho má chồng. Nếu như mà người ta không trả là má chồng rầy con chết, cho nên là ai nghe cũng thương, cũng trả cho con hết. Con cũng biết ăn nói đó. Để con Huệ nó sanh xong, má giao hết cho con, để má có thời gian ẵm bồng cháu nội. Dạ. Má ơi, con thấy là nhà mình sắp tới cũng nhiều chuyện bận rộn, cho nên là con định là nhân thời gian rảnh này, con xin má cho con đi thăm ba của con, rồi về nhà vài bữa thắp nhang cho má con. Con dự tính khi nào đi? Dạ, con định đi liền. Ừ. Con vô trong sửa soạn đi cho sớm. Nhớ ghé chợ mua ít trái cây xứ mình về cúng chị Xuân nha không? Dạ, con cảm ơn má. Nghĩ cũng tội. Tự nhiên ở đâu tai ương ập tới, gia sản thì mất hết, cha đi tù, còn má nó thì... Nhỏ này coi bộ cũng mau mắn ghê. Thầy Phan mới chỉ có vài hôm mà, mà coi bộ ghi cũng rành rẽ ghê á. Phải chỉ nó có đứa con để ràng buộc gia đình này thì hay biết mấy. Má ơi, má ơi, má ơi, nữ trang trong hộp của con mất hết rồi má. Con coi có để lộn ở đâu không, cái nhà này ai dám vô lấy. Mất hết thiệt rồi má, trong hộp không còn một món. Nè má coi đi, chỉ còn cái hộp không thôi, tiền vàng hộp xoàn không còn cái gì hết nè má. Mày đâu? Lên hết đây tao biểu. Sao má không khám ở phòng khách mà xuống bếp khám gì má? Nhà này thì chỉ có đám gia nhân nghèo mạt thấy vàng thì mới ham. Nè, lục tung hết cái bếp này lên cho tao. Dạ. Thank you.
vậy thưa bà? Cô tìm khắp ở đây rồi không thấy gì à? Không có thì đứng yên ở đây. Chị Sáu với con gái theo tôi ra chuồng trâu, chuồng heo, ra lẫm lúa, lục tung hết những chỗ không nghĩ tới, chắc chắn nó sẽ có. Dạ, thưa bà chủ. Không có nói nhiều, lục lọi hết đi. Chào bà chủ. À, mời bà chủ cho phòng tôi kiểm tra luôn. Không cần đâu, tôi không tin thầy làm những chuyện như vậy đâu. À, vì bà chủ cho phòng tôi kiểm tra là để chứng minh bà chủ không thiên vị ai hết. Bởi một mất mười ngờ mà bà. Bà chủ kiểm tra chỗ này mà không kiểm tra chỗ kia thì không công bằng lắm. Thầy nói cũng phải. Dạ, mời bà. À má. Ừ? Có một chỗ đáng duy nhất, sao má cứ đi vòng vo mà không vô đó xét? Má cho mấy người này vô đây làm chi vậy? Nãy giờ rần rần như vậy mà anh không biết hả? Má nghe ca giọng cổ mùi quá trời, có biết gì đâu. Dưỡng thai thì nằm yên ở đó, ai ở đâu thì ngồi yên. Còn hai người lục hết cái phòng này lên kiểm tra cho kỹ. Trời ơi, đây không có. Qua bên kia. Chỉ còn có chỗ này nữa thôi. Dạ. Nhưng mà ba thím gì vậy ba? Còn làm bộ ngây thơ nữa hả? Để coi một chút nữa, cô có nói giọng của một đứa vô tội không? Tắt cái radio đi. Không, tôi đang nghe giọng cổ. Tức thiệt chứ, nguyên cái hộp vàng vòng con cất kỹ như vậy, làm sao mà mất được chứ? Nếu như người nhà lấy á thì trước sau gì cũng để lộ ra. Từ từ má sẽ truy xét tiếp. Con cũng sẽ không bỏ qua chuyện này, con quyết phải tìm cho ra. Không có được la làng, làm cho vợ nhỏ giật mình sao? Huệ không có lấy cái đó của vợ lớn đâu. Là tôi á, tôi mang qua cho vợ nhỏ đó. Sao cái gì của tôi anh cũng đem qua đây hết vậy? Thì tại vì tôi thấy má cưới vợ lớn về có nhiều vàng, trong khi vợ nhỏ không có miếng nào á, tôi mới lấy cho vợ nhỏ mấy món thôi. Mà chưa lấy cho tôi quên luôn. Thằng Lương, con lấy đồ của vợ lớn đưa cho vợ nhỏ như vậy là sai. Mau trả lại cho vợ con đi. Vợ nhỏ của con không có vàng đeo kìa, con tội nghiệp lắm. Ngày mai má sẽ làm cho nó một bộ. Nhưng mà phải y chang vậy mới được nha. Ừ, y chang thì y chang. Còn Thúy, cho má mượn bộ trang sức của con đi, má đưa cho tiệm vàng làm mẫu. Tuy là bạc mạ vàng nhưng mà làm rất là tinh xảo, không khác gì so với nữ trang của con hết. Thúy, má nói gì con nghe không? Sao đứng thừng người ra vậy? Không được, đây là nữ trang của con, con không cho ai hết. Thì má nói má mượn chứ có lấy luôn đâu. Má mượn đưa cho người ta làm mẫu rồi trả lại cho con liền. Không được, đây là đồ của con, con không cho ai mượn hết đâu. Nè, không cho mượn thôi. Mai hả, má làm kiểu khác cho vợ nhỏ của con đẹp hơn nha. Ừ, nhưng mà mai mốt đồ của vợ lớn con, con nhớ đừng có đụng chạm vô nha hôn. Rồi mai má mua cho. Quang hô má. Vậy là bây giờ má đã thương vợ nhỏ của con hơn rồi, không thương vợ lớn nữa. Nghỉ tay đi con. Dạ. Ăn bánh, uống nước, rồi ra sau vườn giúp ông mẹ cành cây lâu ngày để nó tùm quá. Dạ, con cũng tính vài bữa khỏe hẳn, con mé mấy cái nhánh cây quanh đây nè, cho đình nó thoáng đãng. Ừ, lâu lâu á mấy đứa trai tráng trong làng á nó ra đây giúp ông mé cây. Nhưng bây giờ có con rồi, ông nhờ con. Mấy cái chuyện này với ợt à, ông cứ để con làm, khỏi nhờ ai chị cho mất công. Dạ.
ông ăn với con luôn. Con ăn đi, trưa trưa ông mới ăn. Dạ. Bây giờ già rồi, bao tử nó teo lại rồi con ơi. Ông, dạ, sao tới giờ rồi mà ông cũng không hỏi con gì hết vậy? Ông chưa hỏi, nhưng mà ông thấy việc làm của con, cách cư xử của con, ông biết con là người tốt. Nhưng bây giờ nghe ông hỏi nè. Dạ. Lý do gì mà con chạy vô đây? Dạ, con ở đợi đến hết đời cho một nhà điện chủ. Rồi con bị người ta nghi làm chuyện sằng bậy, người ta trói, người ta đánh con, người ta ép con phải nhận tội. Vậy bộ không ai làm chứng minh quan cho con hết hay sao? Dạ có, nhưng mà người ta sợ bị chủ đuổi, cho nên người ta đâu có dám nói gì. Còn cái người mà nhận tiền của chủ hại con thì người ta cũng phải nén để im lặng thôi. Rồi làm sao mà con cởi trói chạy vô đây được? Dạ, nhờ cậu Hai, con trai của bà chủ. Cậu Hai thương con, tin con, cho nên cậu Hai mới cởi trói cho con. Cậu Hai biểu con đi thiệt xa, bởi cậu sợ con bị đánh chết. Ờ, xót xa quá. Vậy là ông cháu mình có duyên rồi. Nếu con không chê thì con ở đây với ông. Rồi ngày á thì người ta kêu đi làm mướn làm thuê, con đi làm, tối về con tá túc ở đây, có gì ăn đó, ông cháu mình làm bạn với nhau. Dạ, được vậy thì tốt quá. Nhưng mà... Nhưng mà gì? Dạ, chắc con ở đây với ông dọn dẹp đình xong á, con sẽ phải từ từ biệt. Con còn phải đi tìm ba má ruột của con nữa. Con cứ canh cánh trong lòng không biết ba má ruột của mình là ai, rồi quê nội quê ngoại ở xứ nào. Con nguyện là phải đi tìm. Nếu trời thương mà cho con tìm được, con sẽ đưa ba má của con về đây để tạ ơn ông. Con nói cũng phải. Con chim thì phải có tổ, con người phải có tông. Con phải đi tìm gốc gác cội nguồn của gia đình mình. Nhưng ông e rằng con đi một mình mà không có thế võ để bảo vệ bản thân mình thì rất nguy hiểm. Nếu con còn ở đây, ông dạy cho con mấy miếng võ để phòng thân. Dạ, con nói thiệt là bữa giờ con thấy ông luyện võ con ham dữ lắm. Mà con không dám xin. Được, có nhiêu ông dạy con bấy nhiêu. Dạ, con cảm ơn ông. Để tôi kêu mấy đứa nhỏ nó pha nước mát cho thầy uống. Với lại thầy cần cái gì á thầy cứ nói tôi. Giờ tôi vô trong phòng. À, giấy tờ quan trọng như vậy á, tôi không thể giữ khi mà không có chủ nhân của nó. Lúc tôi ghi chép vô sổ sách á thì bà phải ngồi kế bên theo dõi. Chứ bà đừng giao cho bất kỳ một người nào, kể cả người bà tin tưởng nhất, bởi vì họ có thể tráo giấy tờ giả cho bà đó. Trời đất, ghê vậy sao? Dạ, chính vì vậy tôi đâu có dám giữ giấy tờ quan trọng như vậy khi mà vắng mặt bà được. Vậy sau khi ghi chép rồi tôi còn phải làm gì nữa thì mới sang hết tên qua cho con trai tôi? Tôi sẽ hướng dẫn cho bà từng bước một. Bởi vì cậu Hai có tới hai người vợ, mà chỉ có một người vợ có con, nên sẽ rất dễ xảy ra tranh chấp sau này. À, thầy nói rất hay. Vậy nếu vẫn còn giữ tên của tôi á thì sao? Lỡ như bà xảy ra chuyện gì thì mọi người trong nhà đều có phần. Lúc đó tài sản của bà sẽ chia năm xẻ bảy. Còn nếu như bà chỉ giao lại toàn bộ tài sản cho mình cậu Hai đứng tên thôi thì chỉ có duy nhất một mình cậu Hai mới có quyền quyết định cho ai hay là không cho. Lúc đó nếu người vợ nào sống không phải thì người đó sẽ mất phần tài sản. Tôi tin không có ai dám đối xử tệ bạc với cậu Hai đâu. Tôi cảm ơn thầy. Thú thiệt chứ giờ tôi không tin ai ngoài con tôi hết á. Sang hết tên cho nó rồi thì tôi mới yên tâm. Dạ, cha mẹ nào lớn tuổi mà có tài sản á cũng đều làm y như vậy hết. Không ai ôm giữ một mình, bởi vì tuổi già
như ngọn đèn treo trước gió. Có nhiều cha mẹ không chịu lo chia tài sản trước, đến khi có chuyện, nào là con dâu con rể tranh chấp dẫn đến đổ máu là chuyện thường xảy ra. Vậy thầy giúp tôi chuyển tên qua cho con trai tôi mau mau nghe thầy. Tôi sẽ cảm ơn thầy nhiều lắm. Tốn kém gì thì tôi lo hết. Xong chuyện rồi tôi sẽ hậu tạ thầy. Dạ thưa bà. Hồng, dậy ăn sáng, con rửa đi con. Con Mai đâu rồi má? Chị Thành đang đút bột cho nó ăn ở ngoài trước á. Con yên tâm nha, nó dễ lắm, không có khóc la gì đâu. Má đút sữa cho con thôi nha, khỏi có ăn sáng gì đi. Động thương con đau quá. Đâu có được con, đốc tờ đã dặn rồi, con phải ngồi dậy. Đi đứng thì nó mới mau khỏe được. Nằm ngoài đâu có tốt con. Thôi nghe lời má, ngồi dậy đi, ráng chịu đau một chút sẽ hết thôi à. Má đỡ con dậy nha. Dạ để con ráng. Ấy à. Sau ca mổ này má mừng như chết đi sống lại vậy đó. Má cầu nguyện đi 10 kiển chùa để tạ ơn. Đốc tờ nói khi nào con bình thường lại má? Ông nói á là sẽ căn dặn con sau khi tái khám. Má cũng mong muốn là sẽ có một đứa cháu ngoại máu mủ của mình. Thôi con ăn đi, để má ra ngoài chuẩn bị cử thuốc sáng cho con ha. Chào cả nhà. Chào thầy, mời thầy ngồi. Dạ. Tôi cũng đã nói chuyện với mấy đứa nhỏ rồi, tụi nó cũng đồng ý như lời thầy dạy. Dạ. Má biểu thì con nghe, chứ má không cho con cũng đâu sao đâu. Má cho riêng con, để con còn quyền quyết định sau này. Vợ con á, nó cũng không có quyền có ý kiến. Dạ, thuyền theo lái, gái theo chồng. Má giao hết cho chồng của con thì để ảnh toàn quyền định đoạt, chứ con đâu có dám đòi hỏi gì đâu má. Bà chủ có cô con dâu thật là tốt bụng, không tơ hào của nã bên chồng. Thời buổi này mà kiếm được một người như vậy là hiếm lắm nha bà. Vậy bây giờ mời bà chủ và cậu hai ký tên. Hồ sơ đây thưa bà. Trời đất, gì nhiều dữ vậy thầy? Nhiều quá trời, ký biết chừng nào mới hết. Má à, nổi tai lắm, không ký được. Dạ, cậu hai chịu khó giùm. Người nhận cũng phải ký thì giấy tờ mới hợp lệ. Con ký đi. Viết đây thưa bà. Cảm ơn thầy. Ngày mai tôi sẽ nộp lên nha điền trạch. Chừng một tháng á, người ta đóng dấu rồi trả về. Tất cả sẽ là của cậu hai đây. Dạ. Dạ, chào bà. Chào thầy. Mời thầy ngồi uống ly trà. Cảm ơn bà. Mời thầy. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bà vào lúc sáng sớm. Có gì đâu, tôi cũng chỉ ngồi uống chút trà cho thơm miệng. Hơn nữa, tôi cũng muốn gặp riêng thầy để hỏi về cái vụ bằng khoáng sang tên cho con trai tôi đã tới đâu rồi.
thưa bà. Tôi đã đưa lên văn phòng luật sư của tỉnh làm rồi. Đây là văn phòng luật sư rất uy tín, cho nên bà cứ an tâm đi. Khi nào xong á, họ sẽ có thơ để mời bà lên nhận. Do số bằng khoáng giấy tờ của bà khá nhiều, cho nên sẽ tốn nhiều thời gian một chút. Tôi chỉ muốn biết cho rõ vậy thôi, chứ làm giấy tờ mà chậm là chuyện bình thường, mà tôi thì có gấp gáp gì đâu. Hôm đưa giấy tờ cho ông luật sư, ông cứ hỏi đi hỏi lại tôi là bà giao hết tài sản của bà cho con trai của mình như vậy á, liệu có lo lắng gì không? Sao bà không để lại một ít để dành riêng cho bà? Thú thiệt với thầy á, tôi còn tiền mà ông nhà tôi để lại trong nhà băng với một ít của cải phòng thân. Số tiền này á, tôi sống cả đời cũng không hết, nên không lo phần đất đai chi nữa. À, vậy thì tôi cũng mừng cho bà, mà tôi cũng an tâm hơn phần nào. Ông bà mình có nói, mua vàng thì lỗ mà mua thổ thì lợi. Bây giờ bà đã giao toàn bộ tài sản công khai cho con trai bà đứng tên rồi, thì bà cũng nên âm thầm mua riêng cho bà vài sở ruộng để thu quê lợi hàng năm, chứ để tiền chết một chỗ trong nhà băng không có sanh lãi. Thầy nói nghe cũng phải, nhưng tôi đi mua, chuyện trước sau gì thì người ta cũng biết, vậy thì sao sở hữu âm thầm được? Nếu bà ngại sẽ có nhiều người biết thì tôi sẽ đứng ra kiếm giúp bà. Tôi đâu dám làm phiền thầy như vậy. Mới nhờ thầy lo chuyện giấy tờ, giờ lại lo chuyện đất đai nữa. Vậy thì tôi cũng ngại quá. Có cái gì đâu, tôi đi làm gặp gỡ nhiều người, sẽ biết được ai là người muốn mua, muốn bán nhà cửa ruộng vườn. Chứ tôi có cực khổ gì đâu mà bà sợ. Vậy thì nhờ thầy để ý, có gì thì cho tôi biết giùm. Dạ, tôi hứa sẽ tìm giúp bà. Còn một chuyện nữa tôi muốn thưa với bà, là tôi đã tìm được một căn nhà thuê ở gần trường tôi dạy, giá cũng rẻ, thuận tiện cho việc đi lại. Cho nên tôi vô trình với bà trước, và cũng cảm ơn bà đã giúp đỡ tôi lúc tôi chân ướt chân ráo mới về đây. Thầy đi chỗ khác ở làm chi cho tốn kém, ở đây đi cho nó ấm nhà. Hay là mấy đứa nhỏ nó làm gì phật ý thầy hả? Chứ thằng Lương nhà tôi nó còn phải học thầy nhiều lắm. Ở nhà có người đàn ông như thầy á, tôi có đi đâu cũng yên bụng. Hay là lương ít, tôi có thể tăng lương thêm cho thầy mà. Thưa không, bà hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi dọn ra ngoài đó bởi vì thầy đốc học có nhờ tôi dạy kèm cho con của thầy, để cho năm sau nó thi bậc nhất. Còn chuyện của cậu hai á, thật sự tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ chỉ có người thân trong gia đình, phải biết quan tâm, chăm sóc và giúp cậu hai làm những việc nhẹ nhàng cho quen tay, và giúp đỡ cậu hai ngày một nhận thức tốt hơn. Mà chuyện này chỉ có người thân mới làm được. Lan à, cái vụ này tía thấy nó ngồ ngộ làm sao. Mới dọn nhà mới thì phải ở nhà phụ giúp chồng con sắp xếp đồ đạc cho đâu ra đó. Có đâu mới dọn nhà hôm trước, hôm sau lại về nhà cha mẹ mình. Vậy coi sao được con? Dạ, hôm qua dọn nhà, bà chủ cho người sắp xếp hết rồi tía. Với lại chồng con nói lâu nay con ở gần mà ít có về nhà thăm tía, cho nên là kêu con về, rồi khi nào ảnh kêu thì con lên. Nó nói vậy rồi bay tin nó sao? Khờ ghê. Thôi, lát ăn cơm trưa xong á, rồi xế xế canh trở ra ngoài đi. Tía, chồng của con á khó tính dữ lắm. Ảnh nói sao á là con phải nghe vậy, không thôi là con bị rầy á tía. Con biết ý của ảnh á, muốn con về nhà ở chơi với tía là ý tốt. Với lại hôm qua dọn nhà khách khứa tới đông, ảnh sợ con bận rộn á tía. Cái này á tía mới nghe nghịch lỗ tai dữ thần rồi nghe. Dọn nhà mới khách khứa tới đông thì phải có vợ ở nhà phục vụ trà rượu bánh trái, rồi còn giới thiệu với quan khách để biết mặt vợ mình nữa. Có đâu lại đuổi khéo vợ đi như vậy? Dạ không phải vậy đâu tía. Tại vì á ảnh sợ con bận rộn rồi mệt mỏi sanh bệnh, chứ
chứ không có gì đâu tía. Bây giờ tía hỏi thiệt nghe, chuyện của vợ chồng con tía nghe râm ran từ lâu rồi mà chưa có dám hỏi. Bây toàn kể cho tía nghe chuyện tốt. Bữa nay có chuyện gì bây tỏ rõ cho tía biết. Tía, sao tía tin người ta mà tía không có tin con? Đâu, người ta nói gì về con, tía kể con nghe đi. Tía muốn nghe từ hai phía. Nếu con hạnh phúc thật sự thì tía mừng. Đằng này tía toàn nghe những chuyện không hay. Có chuyện gì con nói thiệt với tía đi. Bây giờ tía muốn hỏi gì tía cứ hỏi đi, con sẽ nói cho tía yên tâm. Không phải tía muốn con nói để tía yên tâm, mà tía muốn con nói rõ để cho tía biết. Nếu con có chồng mà hạnh phúc, tại sao chồng con đã về tới đây rồi mà chưa một lần bước qua thắp nhang cho má con, chưa một lần chào hỏi tía một tiếng? Vậy là sao? Tại vì con không muốn cho anh qua. Nhà mình nghèo khó như vậy, con không muốn anh biết. Thôi được, chỉ còn chuyện đứa con. Tại sao có một đứa con rồi mà lại về đây một mình, không ẵm nó về cho tía nhìn mặt đứa cháu ngoại đầu tiên của tía? Lan à, tía là tía của con. Nếu con có chuyện gì, tía sẽ không bỏ con đâu. Tía ơi, con khổ quá tía ơi. Tía biết mà. Nhìn con, tía biết. Cứ khóc đi, khóc đi cho nó nhẹ lòng. Thầy Phan ơi, thầy Phan có nhà không? Tôi đây. Chào bà chủ. Chào thầy. Thiệt là quý quá quá, bà là người đầu tiên tới xong chỗ ở mới của tôi đó. Tôi tìm tới đây trước tiên là muốn thăm chỗ ở mới nhà thầy sớm nhất, đặng coi mua quà tặng tân gia nhà thầy sao cho có ý nghĩa. Tiệc tân gia tôi sẽ tổ chức, nhưng tôi chưa quyết định được ngày thưa bà. Vậy thì tôi tặng quà trước, dự tiệc sau cũng được. Bà chủ thiệt là tốt với tôi quá, tôi không biết phải nói lời cảm ơn sao cho vừa lòng tốt của bà đối với tôi nữa. Trời ơi, nói cái chuyện á, thầy chỉ dạy rèn luyện cho con trai tôi, tới giờ nó hiểu biết và lanh lẹ hơn, tôi cảm ơn thầy không hết á. Dạ. Thêm nữa, thầy chỉ tôi cách sang hết tên gia sản qua cho con trai, để sau này gia sản không phải chia năm xẻ bảy. Rồi thầy chỉ tôi cách sanh lợi từ số tiền chết nằm trong nhà băng. Rồi á, thầy chỉ tôi cách mua thêm ruộng đất cho cháu nội tôi sau này. Ôi quá trời tốt, tôi cảm ơn thầy không hết á. Dạ, vậy là bà chủ đã quyết định mua mấy sở ruộng của nhà ông Đốc Học rồi sao? Tôi mua. Dạ. Tôi nhờ thầy hẹn ông bà Đốc để cho tôi gặp mặt, để tôi ký giao kèo đặt cọc nha. Tôi sẽ hẹn cho bà chủ gặp mặt ông bà Đốc. Chuyện mua bán điền trạch á, cần phải có đầy đủ mặt vợ chồng. Tôi nghĩ là bà chủ nên rút tiền mặt chuẩn bị sẵn đi. Hãy ký giao kèo á, là sang tên bằng khoáng luôn. Giá tốt như vậy á, nếu mà bà chủ không tính trước á, chắc chắn sẽ có người khác nhảy vô liền ha. Thầy nói cũng phải. Vậy để tôi đi rút tiền nhà băng, nhờ thầy hẹn ông bà Đốc giùm tôi. Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ. Vô đây đi. Trời ơi, có gì mà vợ kéo tay chồng đau dữ vậy? Vợ kêu chồng vô đây chỉ muốn xin lỗi chồng thôi. Xin lỗi? Xin lỗi chồng cái gì? Vợ làm cái gì xin lỗi? Thì từ đó tới giờ á, vợ hung dữ làm cho chồng sợ. Vợ xin lỗi chồng nha. Từ nay về sau á, vợ hứa vợ sẽ không như vậy nữa. Vợ sẽ không la lớn tiếng
làm cho chồng sợ nữa. Vậy nói thiệt không? Người ta đã hứa xin lỗi như vậy rồi, không lẽ không thiệt cũng sao? Vậy thì chồng mừng lắm. Anh em, vợ cũng đừng giữ với con Huệ nữa nghe. Vợ sẽ không giữ với con Huệ nữa. Vợ mới may cho con Huệ một cái áo nè. Vợ đi lấy cho chồng coi nha. Đẹp không? Trời ơi, đẹp lắm luôn á. Chắc chắn là vợ nhỏ sẽ thích lắm cho coi. Vậy thì một hồi nữa chồng đưa cái áo này cho con Huệ, nói là vợ lớn cho nó. Chồng sẽ đưa cho nó. Mai mốt có Huệ sanh con rồi ba người tụi mình chơi chung. Bây giờ thằng Thành nó đi rồi, vợ vô thế chỗ của nó, ba người chơi mới vui. Ừ, vợ sẽ chơi với chồng và con Huệ. Ừ. À, là chồng, thầy Phan á, nhờ vợ nói với chồng là ký lại một số giấy tờ vừa rồi á. Tại vì mấy giấy tờ đó bị ký sai á chồng. Ký sai? Sai chỗ nào mà sai? Hôm bữa thầy kêu ký là chồng ký theo thầy nói mà. Không phải là chồng sai, mà là thầy Phan sai. Thầy Phan lỡ ghi sai ngày tháng năm sinh của chồng, cho nên là thầy Phan sợ má la. Thầy Phan mới nhờ vợ nè năn nỉ chồng ký lại giùm thầy. Chồng cũng biết rồi đó, thầy Phan dạy học cho chồng mà. Nếu như mà má biết chuyện này á, má đuổi thầy Phan, rồi thầy Phan không còn được dạy chồng nữa, thầy Phan mất việc làm luôn. Chẳng lẽ chồng muốn như vậy sao? Không, không muốn, không muốn. Không muốn thầy Phan bị má đuổi. Chẳng những má đuổi thầy, má còn trừ lương của thầy nữa. Cho nên là vợ chồng mình giúp thầy Phan lần này nghe. Giúp chứ, phải giúp thầy Phan chứ. Vậy là chồng chịu ký giấy giúp thầy Phan đúng không? Đúng rồi, chịu. Chỉ là ký thôi mà, có mất gì đâu. Vậy chồng qua đây nha. Trời, nhiều dữ vậy hả? Thì ký lại từ đầu mà. Nhưng mà chồng phải hứa là không được kể chuyện này cho má nghe. Má mà biết được á là má đuổi thầy Phan đó. Ừ, chồng hứa không có kể. Em hãy lấy toàn bộ vàng của má em đi. Em giữ đó làm của cho riêng mình. Em cần phải có tài sản trong tay để đảm bảo sau này nếu như họ có quay lưng với em. Lấy vàng của má thì em có thể lấy được. Tại vì em biết vàng để ở đâu và chìa khóa có ở đâu nữa. Nhưng mà má sẽ la quán lên, không có để yên đâu. Thì em cứ gửi cho anh đi, anh sẽ làm đồ giả y hệt dạy thế vô. Khi nào em cần anh sẽ đưa lại cho em liền. Anh để em suy nghĩ thêm. Nguy hiểm quá, lỡ như em lại không tin anh rồi. Nếu như anh không chân thành với em thì anh đã không nói mọi chuyện cho em biết. Anh chỉ muốn nghĩ cách giúp em để lo cho bản thân và củng cố vị trí. Chứ nhìn thấy em như vậy, thật tâm anh đau lòng lắm Thúy à. Nể bà lắm á, cho nên tôi mới đến tận đây mà bắt mạch rồi về nhà đặt thuốc. Chứ ở nhà bệnh nhân đang đợi tôi đầy nhà luôn á. Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm, tôi không có để cho thầy thiệt thòi đâu. Miễn sao con dâu tôi nó mẹ trào con vuông là được rồi. Con dâu? Nay má kêu nó bằng con dâu luôn rồi sao? Dạ, con về rồi đó hả? Thưa má, thưa thầy, con mới về. Nè, con dở chữ nghĩa, con coi giùm má mấy hộp thuốc dưỡng thai. Dạ thưa má, thuốc này của thầy Tư đặt thì chắc chắn là thuốc tốt rồi. Con còn coi làm chi nữa má? Con nói cũng phải.
Vợ hai nói đúng rồi đó. Tôi biết á, là bà chủ rất là nóng lòng lo lắng cho con dâu cũng như là cháu đích tôn, cho nên tôi đặt thuốc thượng hạng luôn đó, cho nên bà chủ cứ yên tâm. Cảm ơn thầy nhiều. Dạ thưa má. Dạ thưa thầy, con xin phép. Ủa, cậu làm gì vậy? Dạ, con thấy gạo rớt uổng quá, con tính gom lại coi nhà nào có heo gà cho tụi nó ăn. Nhà tôi á, nuôi heo cả đống kìa. Mà mấy cái đứa làm á, nó toàn là xúc gạo trong bao để nấu không à. Thôi được rồi, để tôi kêu tụi nó ra đây hốt phụ với cậu. Dạ, tại con thấy tiếc cho nên con gom lại vậy thôi. Duyên à, Duyên. Dạ. Dạ, bà kêu con. Kìa, mày coi kìa, gạo nó đổ cả đống như vậy đó. Tụi bay á, làm á không có coi gì trơn á, cứ xúc gạo ở trong bao nấu không à. Người ta thấy gạo đổ người ta tiếc, người ta còn biết gom lại nữa kìa. Dạ tại con mẫn trọng con không biết, để giờ con gom nha bà. Nói còn trả lời nữa. Coi chừng tao à, tao đuổi việc á, tao cho về nuôi heo rồi, tới chừng đó đừng có trách tao à ngang. Dạ, lỗi bà. Để tôi phụ chị người ta. À, thôi thôi, bà chủ la tôi á, để tôi gom cho. Không sao đâu, thêm người cho lẹ. Cảm ơn anh. Em ghé qua bất ngờ như vậy, có làm phiền anh không? Thật lòng, anh rất xúc động khi nhìn thấy em. Anh cũng không dám mời em đến đây nữa mà. Vợ hai của anh đâu rồi? Em đừng có mỉa mai anh như vậy. Anh cho cô ấy về nhà mấy bữa rồi. Thậm chí anh còn muốn trả cô ấy về luôn, để cho anh rảnh tay. Người ta chăm sóc hầu hạ anh tốt lắm mà. Người chăm sóc hầu hạ chỉ cần bỏ tiền ra là có. Còn người mình muốn được chung sống suốt đời thì hiếm hoi lắm. Thúy à, anh... Em đã lấy được số vàng trong tủ của má chồng em rồi. Trời ơi, sao em giỏi dữ vậy Thúy? Khi người ta bị dồn vô bước đường cùng thì tất nhiên phải tìm đủ mọi cách để tự bảo vệ mình thôi. Em còn lấy được sâu chìa khóa thứ hai của má chồng em nữa. Anh phục em rồi đó. Để anh đi làm vàng giả y như vậy đưa lại cho em. Càng sớm càng tốt nha anh. Ừ, càng sớm càng tốt. Thôi, em về. Ở lâu không nên. Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn diều muôn tiếng tơ. Không gian trầm lắng như âu yếm su, ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ ru trắng vườn làn gió. Yêu ai anh nắn cũng đàn đầy vơi đôi mắt xa. Thank you.
ở đây đâu được. Em tới gặp anh lấy lại số dòng vàng, chứ mấy bữa nay em hồi hộp quá, em sợ má chồng em biết. May quá, họ làm xong rồi, đưa cho anh á vào chiều hôm qua, để anh lấy em coi nghe. Nè, em coi coi vừa ý không? Trời ơi, đồ giả mà y chang đồ thiệt luôn nè, mà có khi còn đẹp hơn nữa. Vậy mới qua mặt được người ta chứ, mà tiền công á cũng mắc lắm đó nghe. Bao nhiêu vậy anh? Để em gửi lại. Anh làm được gì cho em á, anh sẽ cam tâm tình nguyện làm. Em đừng lo nghĩ chuyện trả lại cho anh. Không được, em phải trả lại cho anh đầy đủ. Những gì anh làm giúp em rất là biết ơn. Anh vì hiểu lầm em mà đi đến quyết định sai lầm, khiến cho cuộc đời của anh không còn ý nghĩa gì nữa hết. Càng ngày anh càng nhận ra rằng anh chỉ vui vẻ và hạnh phúc khi được ở bên cạnh em thôi Thúy à. Anh ước sao cả đời này của anh sẽ làm mọi điều, mọi việc để cho em lúc nào cũng vui cười và hạnh phúc, là anh cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Dạo này anh dẻo miệng quá nha. Chồng em quá à, vất vả như vậy. Em hứa từ nay sẽ chăm sóc anh thật chu đáo để bù lại khoảng thời gian qua. Anh vô trong ngủ đi, con ngủ rồi. Tại lạ chỗ nên hơi khó ngủ một chút. Không được, anh phải chấm cho xong đống bài này để mai trả cho học sinh. Em với con về bất ngờ cho anh vui, mà em thấy anh không có vui gì hết á. Cũng chính vì em xuống bất ngờ như vậy cho nên á, anh không có thời gian dành riêng cho hai mẹ con. Thời gian này anh rất bận, ngoài chuyện dạy học ở trường ra, anh còn phải dạy kèm luyện thi cho con ông đốc học nữa. Chồng em vất vả quá. Hay là em về nói với ba má, xin cho em về với đây ở luôn với anh nha. Chồng ở đâu vợ ở đó. Anh còn ở nhà mướn, em khoan tính chuyện này đã. Ngày mai á, anh kêu con Lan ra phụ em chăm con. Em coi ở dưới này dài hôm, rồi tranh thủ về lại trên đó đi. Dưới này là nước lạ cái, mũi mồng dễ sanh bệnh lắm. Từ ngày lấy nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên vợ chồng mình được ở riêng tư với nhau. Em không muốn có mặt con Lan đâu. Em muốn tận hưởng cảm giác của gia đình nhỏ mình. Tụi em, em muốn sao cũng được, anh chỉ sợ em cực thôi. Thôi, vô trong nghỉ ngơi đi em. Anh vô ngủ với em đi. Mai mình dậy sớm chấm bài cũng được mà. Anh đã nói là không được, anh phải chấm cho xong trong đêm nay, để ngày mai á anh phải trả kết quả cho học sinh. Em cứ vô trong ngủ trước đi. Vậy em vô cho con ngủ nha, chúc anh vô sao nha. Chấm bài lẹ ha. Em vô đưa con ngủ đi. Lẹ nhé. Thank you.
mở tới ông ra chào anh em. Ở trong đây đóng cửa kín mít, mẹ ông nội người ta hả? Dạ không phải, em đang dọn dẹp lại cái phòng. Dọn gì? Cái phòng này chủ cũ người ta mới trả, bộ trả từ hồi nào mà dọn? Dạ em sắp lại cái miếng dán để có chỗ ngủ thôi à. Mày có phước lắm mới vô đây làm đó. Dạ. Đàng hoàng tao vẫn gặp đại ca. Mày mà không được tao cho mày lên đường đó. Dạ. Dạ em người mới, có chuyện gì em không biết, nhờ mấy anh chỉ bảo thêm. Sáng mai lấy cái chổi quét sạch từ cửa mày ra tới ngoài cổng. Cái hành lang mày mới nhà... tới đây nha. Mày mới tới đây cãi à? Ở đây là anh là chú mày không nha. Mày biết lấy lòng mọi người, sống cho nó phải phép đó. Tao đi đó. Coi tranh thủ sáng mai nhớ dọn dẹp sạch sẽ rồi ra bến tàu cho đúng giờ nghe không? Dạ. Nè, trên đường đi coi có chỗ nào bán xôi á, mua tao một gói. Dạ em biết rồi. Ủa nhưng mà dạ hai anh. Nè, bây giờ mày vác mấy bao gạo đem ra chỗ mẹ ăn ngay góc chợ. Cái dạ. Bà mà bữa đầu tiên giới thiệu mày đi làm á, nhớ không? Dạ. Đi đi. Ê, ai cho mày đụng vô mớ gạo đó? Dạ. Của mày này nè, mớ gạo đây nè. Mày vác mày đem cho bà Dâu bà Năm á, ở tiệm tạp hóa của chợ á, rồi vòng ra đường lớn. Giao cho mấy cái chuyện chập phô á, bỏ tiệm mấy bao, xem ta ghi trên bảng bao nhiêu á, giao cho đúng nha mày. Dạ, em biết rồi. À. Nhớ không? Dạ nhớ. Nhớ. Cho mình đi vòng vòng luôn. Từ đây tới tối thế nào nó cũng rã cọc giò nó. Để coi nó vác được mấy bao. Ba kia. Con ơi. Kìa, ba con đã đọc nhật trình kìa. Hôm qua ba con chấm bài tới sáng luôn đó. Ồ, phải ngủ ngoài trần kỹ đó con. Con có thương ba con không? Có thương không? Có thương không nè? Thương ba hả? Vậy qua ba ẩm nha. Má đi lấy cháo cho con ăn nha. Ha. Anh bế con giùm em nha. Để em lấy cháo cho con ăn. Nè. Ba ẩm nha. Phải chỉ con là con trai thì bà sẽ dành tất cả yêu thương cho con. Đằng này con lại là con gái. Ôi, sao vậy? Sao con gái của má khóc vậy? Ôi thôi má thương, má thương nha. Nè. Giỏi quá. À, để má lau cho con nha. Nè tiếp nữa nè. Dạ. Ê, mày dọn dẹp bến cho sạch sẽ chưa? Dạ chưa. Vậy thì để em làm luôn. Thằng này vác mấy bao gạo đi thiệt xa, vòng vòng khắp xóm ngày hôm nay. Chắc cũng xuống dò dữ lắm. Tối nay về nhất cho coi. Thấy cũng tội. Tội cái gì? Vác bao tính tiền, vác nhiều ăn nhiều, tội ai? Bữa nay tao tăng tiền lương, chiều nay tao phải đi làm một chầu mới được. Vác gạo cực khổ vậy mà còn ráng ghé quét gom gạo đổ vô, tội nghiệp gì đâu á. Rồi vô 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 đây nè, vô.
Thằng lính mới sao rồi? Làm ăn tốt chứ? Dạ được, mặt này sáng láng lắm. Mà sai cái gì, biểu gì nó làm đó. Mà sai nó đã gì đâu. Sướng chỗ đó. Đại ca, em thấy thằng này cũng được rồi đại ca. Ừ. Dạ, em nghe đâu nói thằng này là dạng tứ cố vô thân đó đại ca. Mà tụi bay phải coi chừng nha. Nó mà trổ mồi á, phải trị nó liền. Đừng có để nó tắc quay tắc quái, hiểu chưa? Nó mà lo mó với em á, là em xử nó liền. Đại ca đừng có lo. Mà đại ca yên tâm đi, thằng này em thấy cũng được. Nếu mà đàng hoàng á, em dẫn tới gặp đại ca. Chào đại ca, xin vô băng nhóm luôn. Còn nó mà không đàng hoàng á, em tiễn nó lên đường luôn á. Tao nói mà tụi bay không hiểu hết ý tao. Vậy là sao đại ca? Ý tao là tụi bay phải cẩn thận, coi nó có phải là tay chân của thằng Tám khùng ở bến xe cũ gài vô hay không, hiểu chưa? Em nói đại ca nghĩ quá rồi. Thằng Tám khùng nó không đâu rảnh đâu mà nó đi tìm đại ca làm chi. Chuyện cũ lâu rồi mà. Tìm tao làm chi? Tìm con của nó chứ tìm tao làm chi? Hồi đó nó bắt con nhỏ nó phá thai, bây giờ nó cần chị con đâu mà nó tìm nó kiếm. Tụi bay không vợ không con nên không có rành. Tha rằng đứa nhỏ không được sinh ra, còn đằng này đứa nhỏ sinh ra rồi thì đó là giọt máu của nó phải đi tìm chứ. Tao nói để tụi bay cẩn thận. Nếu nó muốn bắt là thôi mình thả nó luôn đi đại ca. Đại ca có mấy chục đứa mà lo cái gì? Tụi bay biết gì mà nói. Nó muốn bắt lại đứa con đó phải bước qua cái xác của tao, hiểu chưa? Thôi ăn đi. Em ăn sầu tiếp. Ủa Thanh, sao chị Duyên ra sớm vậy? Cứ để tôi gom để sẵn rồi chừng nào ra lấy cũng được mà. Tại tôi có chuyện muốn nói với Thanh á. Chuyện gì vậy chị? Thanh cẩn thận mấy người chung quanh mình nghe. Tại vì Thanh siêng quá, được lòng chủ thì mất lòng người làm chung với mình. Tôi nghe đâu người ta không có thích Thành á, còn tính đường cho Thành bị đuổi nữa. Ủa, nhưng mà tôi đâu có làm gì quấy với họ đâu. Khờ quá à. Thành được chủ thương là đủ làm ta ghét rồi, hiểu không? Dạ, tôi cảm ơn chị Duyên nhiều nghe. Ừ, gì đâu, biết đâu chừng sau này tôi phải nhờ Thành giúp lại tôi á. Trời ơi, chị nhìn đi, tôi thân sơ thất sở vậy rồi không biết giúp chị Duyên bằng cách nào luôn á. Để cái này tôi làm cho, chị Duyên có làm gì thì làm đi ha. Ừ, Thành làm đi. Nghe nói mày muốn giận tao. Hôm nay nhức mình nhức mẩy quá, cho nên qua đây để cho mày giận. Bến xe là của tao, bến tao là của mày. Tại sao dắt vợ tao đi? Tao cứu đàn bà phụ nữ bị mấy thằng sở khanh như mày bỏ rơi. Tao cứu mấy đứa trẻ từ trong bụng mẹ để cho tụi nó còn thấy ánh sáng mặt trời. Và tao sẽ tiếp tục làm những điều đó cho đến khi nào tao ngưng thở. Rồi mày làm gì tao? Mày nói nghe quân tử lắm. Nhưng tâm địa của mày á, toàn là của lạ. Bao nhiêu đàn bà cũng không đủ cho mày. Nay mà tới đây nạp mạng là phải đạo rồi đó hai thằng. Khoan đã. Tao đến đây chỉ muốn đánh đầy đôi thôi. Giáp mặt như vậy mà không đấm bóp cho nhau thì uổng quá. Tụi mày lui ra. Không được bén mảng tới địa bàn của tao nữa. Không được đụng tới mẹ con nhanh nữa. Mày hứa đi.
Mày mà thất hứa, mày sẽ mang nhục đám mình em đó. Còn điều cuối cùng, mày mà bắt phụ nữ phá thai, đích thân tao sẽ đến đây kiếm mày. Nhớ. Đây.